Đau bụng dưới khi quan hệ. Đau bụng dưới sau khi quan hệ tình dục có khi chỉ nhói lên thoáng qua, có người đau âm ỉ, cũng có trường hợp đau quặn thắt dữ dội. Dù đau ở mức độ nào thì những cơn đau khi yêu ảnh hưởng đến khoái cảm, chất lượng của cuộc yêu. Nguyên nhân có thể do tâm lý quá sợ, tử cung co bóp hoặc bị kích thích quá mạnh trong quá trình giao hợp, do quan hệ sai tư thế hoặc thô bạo. Thời gian quan hệ kéo dài gây tắc nghẽn vùng xương chậu. Tuy nhiên, đau bụng dưới khi quan hệ cũng có nguyên nhân phần nhiều là từ bệnh phụ khoa thường gặp như viêm phần phụ, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu chị em theo dõi thấy cơn đau kéo dài hoặc không có xu hướng thuyên giảm, điều cần làm trước tiên là nên đi khám phụ khoa để làm các xét nghiệm, thăm khám để tìm ra bệnh. Nếu có bệnh thì nên tích cực điều trị cho đến lúc khỏi hẳn rồi mới quan hệ trở lại. Điều này sẽ tốt cho cả việc quan hệ hiện tại lẫn việc sinh nở sau này. Hơn nữa, cả hai cần khắc phục các yếu tố tâm lý, gạt bỏ những lo lắng, căng thẳng không đáng có khi bước vào cuộc yêu. Đồng thời, cần tìm ra những tư thế, động tác quan hệ tình dục một cách hòa hợp nhất. Phòng khám đa khoa Hoàng Cầu, nơi bạn an tâm chia sẻ mọi bệnh lý.